Hello mấy anh em, thì bữa nay mình sẽ làm như lại cái video bữa trước mình đi đầu khoáng nha anh em. Thì mới đi lần đầu thì mình bỡ ngỡ cho nên là ra cùng mình cắn chỗ cái ông là PC nộp khoáng này, nhưng mà không cần nha anh em. Cái đúng 8:30 tối là map Lâm Hải kia cốc á, tối thứ ba và tối thứ năm 8:30 tối thì anh em ra map đó và bắt đầu đầu khoáng nha anh em. Bây giờ để mình phù gần đó luôn, có đặt cái phù gần đó à, ra được cái vòng xuyên của họ ấy thì mình sẽ đi đi ngựa qua bên là phải đi cọc. Thì nói về cái đầu khó này thì làm mình nhớ là cái hồi xưa cái thời Chiến Minh ấy, thì cũng đỏ là phải đi cọc luôn, thì mình nghĩ thì bây giờ nó cũng thay đổi một xíu thôi đó. Mình sẽ tập trung ở giữa map này, nó có mấy cái con sư thì mình tới đó mình mua cái viên biến thân đó, có đánh lộn định hỏi hàng trăm các thứ kìa, nhưng mà không biết là hôm đó mình đi thay hay sao mà không lúc đầu nó bị lơ ca nha kìa, nhưng mà lúc cuối mới mất dạy nha kìa. Thì cái một phút mình sẽ kể nha kìa. Rồi anh em biến thân thành cái thợ đầu phó và đầu đò nha kìa. Thì cứ một viên khoáng này mình đào là mình sẽ được là nộp vô trong kia là sẽ được 6 điểm anh nha anh em, và một tuần là được tối đa là 300 điểm, tức là khoảng 50 viên á. Và nếu mà trong băng hội của mình mà có người này cùng đi đào á, thì chúng ta có thể là BT chung với nhau để mình nộp khoáng, thì nếu mà nộp khoáng chung thì sẽ được hưởng cái điểm chung luôn đó, khá là tiện lợi, anh em có thể rủ nhau đi. Thì mặc định thì cứ sau khoáng nó sẽ ra là vào phút thứ năm và phút thứ 20 đó, thì hiện tại là sau 5 phút mình đào là bây giờ nó mới ra thêm một đợt nữa này. Rồi thời gian trôi qua tiếp tục mình tiếp tục đào nhanh nên mình cắt nhanh vô nhanh đó, bây giờ là phút thứ 20 rồi đó, là bây giờ đang là 8:50 rồi đào. Rồi xong, thử đi lên vô giữa thử đó, trong này lại có những cái khoáng xịn hơn hay sao nè, khoáng bự gì đó, đào một cục đó được 2 viên, còn khoáng mình đào ngoài rìa thì khoáng dởm hơn anh em, theo mình đoán là vậy, nhưng mình cũng không vô trong đó, tại vì vô trong đó thì nhiều khi nó mình KS là nó cho mình đào nó khóa công. Thì bây giờ mới tính đường về nè anh em đó, thì mình thành phù nhưng mà không có phù được nha, không phù được, bắt buộc phải lên ngựa và đi về à, tưởng đâu em xui. Lúc này là mình đào được khoảng 61 viên gì đó, 61 viên khoáng đó, auto nó giết luôn. Lúc nói chung là lúc 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 đi vô thì dễ mà lúc về thì khó, để coi nó rớt bao nhiêu à, 61 69 viên thì sao đó, còn có 41 viên rớt khoảng trăm mấy viên, 61 viên. Thì cái ông ở trong ban này ông nhắc là nếu mà nộp chung BT thì sẽ được thưởng chung nha anh em, nên mình sẽ xin cho BT. Trong đầu cũng bị rớt một xíu, năm mấy viên rớt, 59 viên, 61 viên rớt, 20 viên. Bây giờ sẽ nộp chung này.
Ok. Đó. Ông nộp, bên kia nộp là mình cũng được hưởng chung nha anh em. Bây giờ mình cũng nộp lại luôn. Rồi ok. Thì nó báo là số lượng xu chuyên khoan nó được giới hạn rồi. Đó. Mát là 300 xu rồi. Khá là ít nha anh em. 300 xu thì giờ cũng gần bằng một cái vàng của tầm ảnh cửu lê. Thì nói chung ở đây là cũng là một cách để kiếm thêm xu trong thời buổi mới làm quen với tính năng tinh bờ đó. Thì anh em có thể rảnh thì 8:30 tối thứ ba và thứ năm thì đầu khoán nè, nhớ là giống như đây là chết là sẽ bị rớt một ít nha anh em, thì anh em phải cố gắng đợi thật là nhiều. Rồi bye bye anh em nha.